Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay mình sẽ làm một clip để giới thiệu và hướng dẫn với các bạn cách để mà có thể chụp ra được một tấm hình giống như ở trong bức ảnh ở trên. Ok, và đây có thể gọi là một cái thể loại, thực ra mình cũng không biết tên của cái thể loại này. Chúng ta có thể gọi đây là thể loại chụp tốc độ chậm kết hợp với cả đèn flash. Và mục đích của chụp những cái bức ảnh như thế này đó là để sao cho chủ thể đóng băng và nét nhất có thể. Tuy nhiên, những hiệu ứng xung quanh đều bị mờ đi, blur đi giống như bức hình ở trong ảnh. Mọi người nhìn vào tấm ảnh thì mọi người có thể thấy rằng tất cả những cái chi tiết trên cô người mẫu này đều rất chi là rõ nét, mắt, mũi, miệng, tất cả mọi thứ đều không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên, tất cả những bóng đèn ở phía đằng sau đều đang bị rung lên. Vậy thì làm sao người ta có thể chụp được một tấm ảnh như thế này? Và đương nhiên, đây là một tấm ảnh rất chi thời trang. Và mình cũng xin nhắc lại, đây là một trong những kỹ thuật khá là khó của nhiếp ảnh. Nhưng nếu như các bạn hiểu được cái nguyên tắc hoạt động của nó thì các bạn sẽ thấy nó không còn quá là khó nữa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bài học. Để hiểu về cách hoạt động và cách tạo ra được một tấm ảnh như thế này thì chúng ta cần phải hiểu nguyên lý hoạt động của flash, nguyên lý hoạt động của màn chụp và nguyên lý hoạt động của tốc độ chụp máy ảnh. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại một chút cái bài ngày xưa mình đã viết về nguyên tắc hoạt động của flash để mọi người cùng xem. Rồi, nếu như ai đã từng xem clip đấy thì mọi người đều biết rằng màn chụp của máy ảnh được hình thành bởi hai tấm rèm giống như hai tấm rèm cửa ở mỗi nhà của chúng ta. Tuy nhiên, hai tấm rèm cửa ở nhà của chúng ta thì hoạt động theo chiều dọc, còn hai cái tấm màn chụp của chúng ta, hai cái rèm của màn chụp của chúng ta thì lại hoạt động theo chiều ngang từ trên xuống. Ok, nó hoạt động như nào thì chúng ta sẽ cùng xem lại. Đầu tiên, khi các bạn bấm nút chụp thì cái rèm đầu tiên sẽ kéo lên. Đây, các bạn nhìn xem, nó sẽ kéo lên. Đó, và khi nó kéo lên đến hết thì đèn flash sẽ nổ đến bụp một cái. Đấy, và chủ thể sẽ sáng lên. Sau khi đèn flash nổ xong thì cái rèm thứ hai sẽ kéo từ dưới lên. Và sau đó chúng nó reset lại. Rồi, mọi người cần phải nhớ kỹ lại một điều đó là gì? Khi mà rèm thứ nhất mở hết thì cái rèm thứ hai bắt đầu chạy lên, thì cái tốc độ từ khi mà cái rèm thứ hai bắt đầu chạy lên cho đến cuối cùng đấy, nó là tốc độ của sinh speed, tốc độ ăn đèn, hay còn gọi là tốc độ 1/200. Với những máy cao cấp hơn thì có thể lên được đến 1/250, nhưng thường nó sẽ là 1/200. Rồi, chúng ta sẽ cùng xem lại nhé. Ok, đầu tiên khi bạn bấm chụp, cái rèm đầu tiên sẽ kéo lên. Và khi nó kéo lên đến hết như thế này thì đèn bắt đầu nổ bụp một cái. Đấy, và sau đó cái rèm thứ hai kéo lên. Thì mọi người cần phải nhớ rằng cái thời gian để cái rèm thứ hai kéo lên chạm vào cái rèm thứ nhất này, nó là tốc độ ăn đèn, và tốc độ ăn đèn này nó là 1/200. Nghĩa là sao? Nghĩa là ở cái tốc độ này thì máy ảnh và sensor sẽ ghi nhận được đầy đủ toàn bộ hình ảnh thu lại nhận được từ ánh sáng flash bắn ra. Còn khi mà tốc độ nó cao hơn thì nó sẽ có một cái vạch ở phía trước. Bởi vì sao? Vì khi cái rèm thứ nhất chưa kéo lên hết thì cái rèm thứ hai đã kéo lên rồi. Và cái việc này mình đã giải thích ở trong cái clip về nguyên tắc hoạt động của flash. Nếu như bạn nào chưa hiểu thì các bạn có thể quay lại để xem cái clip đó. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng... Thế vậy thì sẽ có một câu hỏi đặt ra là: vậy thì khi mà tốc độ dưới 1/200 thì điều gì sẽ xảy ra? Ok, chúng ta sẽ cùng xem lại. Đầu tiên là rèm 1 kéo lên, sau đó flash nổ. Rồi, các bạn nên nhớ là flash nổ này thì cái tốc độ flash nổ là 1/8.000 giây với những flash thông thường. Và cái tốc độ nổ này của flash luôn luôn nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ 1/200. Và luôn luôn nhớ một điều rằng là sau khi flash nổ xong thì nó sẽ tắt đi ngay lập tức. Và lúc này với tốc độ 1/200 thì sensor đã ghi nhận đầy đủ được hình ảnh, và rèm thứ hai sẽ kéo lên. Đây là tốc độ của 1/200. Rồi, vậy thì một câu hỏi đặt ra của mình ở đây đó là gì? Khi mà với tốc độ chậm hơn, có nghĩa là 1/100, 1/80, 1/50 thì điều gì sẽ xảy ra? Việc xảy ra ở đây đó là gì? Thời gian từ cái rèm thứ hai kéo lên rèm thứ nhất này, trong thời gian này flash đã tắt rồi và sensor vẫn chưa đóng hẳn. Vì sao? Vì cái rèm thứ hai vẫn đang tiếp tục kéo lên. Và trong cái thời gian đấy chính là thời gian nó sẽ ghi nhận những ánh sáng của môi trường vẫn còn thu lại được.
Đó, các bạn có hiểu không? Có nghĩa là gì? Sau khi flat 1 kéo lên đến hết, sau khi cái rèm 1 kéo lên đến hết và flat nổ ra bục một cái, sau đó tắt đi, thì chủ thể đã ghi nhận được ánh, máy ảnh đã ghi nhận được ánh sáng ở trên chủ thể. Sau đó thì cái rèm thứ hai bắt đầu kéo lên, và cái rèm kéo càng chậm thì thời gian phơi sáng càng lâu. Và đó là lý do vì sao mà ánh sáng môi trường, ánh sáng tự nhiên vẫn còn có thể tiếp tục lọt vào sensor được. Để hiểu rõ hơn về cái nguyên lý hoạt động này, mình sẽ cùng quay lại một tấm ảnh mà mình đã từng có bài viết về tấm ảnh này, về việc chụp giữa, kết hợp giữa ánh sáng studio và ánh sáng liên tục, mà mình đã từng up lên nhóm và trên Facebook cá nhân của mình, mọi người có thể vào và mọi người có thể tìm link về bài đấy. Ok, đây là một trong những ví dụ rất tốt để có thể hiểu được nguyên lý hoạt động của tốc độ màn chập với đèn flash. Rồi, ở tấm ảnh đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy là ok, bây giờ mình sẽ muốn nói lại là cái bóng đèn ở bên trái đó là bóng đèn của đèn liên tục, và bóng đèn của đèn bên phải đó là bóng đèn từ đèn strobe, đèn nổ. Ok, với tấm ảnh đầu tiên, thông số là khẩu độ là F11, tốc độ là 1/200, thì chúng ta có thể nhìn thấy được ở trên bóng đèn nổ, ánh sáng ở trên bóng đèn nổ là như thế này. Còn ánh sáng ở trên ảnh bên trái, bóng đèn vàng, thì chúng ta có thể nhìn thấy được một chút chi tiết từ bức tường. Rồi, sang tấm ảnh thứ hai, khẩu độ vẫn là như vậy, vẫn là F/11, nhưng tốc độ lúc này đã giảm dần đi là 1/100. Thì lúc này chúng ta đã có thể nhìn thấy bức tường được rõ hơn, chúng ta đã nhìn thấy được xung quanh bức tường ở trên tấm ảnh trái. Tuy nhiên ở trên cái đèn phải thì tất cả chi tiết vẫn như nguyên như vậy. Ok, sang tấm ảnh tiếp theo, lúc này khẩu độ vẫn là 11 nhưng tốc độ bây giờ đã giảm xuống 1/50, và lúc này chúng ta đã nhìn thấy rằng ánh đèn ở bên tấm ảnh ở bên trái và ánh đèn ở bên phải, lúc này hai hiệu suất ánh sáng đã gần bằng nhau. Tuy nhiên, cái hiệu suất ánh sáng ở bên đèn bên phải vẫn tương tự như vậy và không có gì thay đổi. Chỉ có đèn liên tục ở bên trái là ngày một sáng hơn vì tốc độ đang giảm xuống. Rồi, ở cái tấm ảnh cuối cùng, F vẫn là 11 và tốc độ lúc này là 1/25. Chúng ta có thể thấy được rằng là với ánh đèn ở bên trái thì đã càng sáng hơn, rõ hơn rất nhiều. Và tuy nhiên, cái ánh đèn ở bên phải thì vẫn như vậy, không hề có một chút thay đổi gì. Từ đây chúng ta có thể đưa ra một nguyên tắc rằng với một khẩu độ không thay đổi thì tốc độ càng giảm, ánh sáng môi trường sẽ vào sensor càng nhiều. Mọi người luôn luôn nhớ lại nhé, tốc độ càng giảm thì ánh sáng môi trường vào sensor càng nhiều. Vì sao chỉ là ánh sáng môi trường? Vì khi mà tốc độ flash nổ bụp một cái với tốc độ 1/8000 giây thì ngay sau đó nó tắt đi. Lúc này chỉ còn là tốc độ của màn chập, và tốc độ càng chậm bao nhiêu thì sensor sẽ càng được phơi sáng bấy nhiêu. Đó là lý do vì sao nếu như chúng ta có rung tay ở cái thời điểm này thì chủ thể vẫn rõ nét, tuy nhiên tất cả những ánh sáng môi trường ở phía sau của chủ thể sẽ bị mờ đi và ảo đi vì chúng ta rung tay, vì nó vẫn đang tiếp tục phơi sáng. Ok, chúng ta sẽ sang đến tấm ảnh thứ hai. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ nhìn rõ hơn với tốc độ thấp hơn là khẩu độ là F11 với tốc độ là 1/25, thì mọi người có thể nhìn thấy được đó là gì? Ánh sáng ở đèn bên phải vẫn rất chi là rõ nét, vẫn rất chi là sắc nét. Tuy nhiên ánh sáng ở đèn bên trái đã có dấu hiệu của việc rung tay. Và với tốc độ ở tấm ảnh dưới đó là F/11 và tốc độ là 1/3, thì lúc này ánh sáng ở trên đèn bên phải vẫn giữ nguyên như vậy. Vì sao? Vì nó chỉ nổ bụp một cái, sau nó đóng đi, nó tắt đi, nó không ghi nhận thêm bất kỳ một cái gì nữa. Đó là lý do vì sao mà trong tất cả các ví dụ nó đều giữ nguyên một mức sáng nhài và tất cả những chi tiết đều rõ nét như thế này. Nhưng tuy nhiên lúc này với tốc độ là 1/3 thì các bạn có nhìn thấy được cái hiệu ứng ở bên này. Mình cũng không biết dùng nó là từ gì, lúc này là nó đã bị nhòe đi rất chi là nhiều. Ok, vậy như vậy là chúng ta đã có thể hiểu được cái nguyên tắc hoạt động của flash như thế nào khi chúng ta chụp ảnh có gắn flash và với tốc độ chậm. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào những cái tấm ảnh và chúng ta sẽ giải thích vì sao mà người ta có thể tạo ra được hiệu ứng như vậy. Trong tấm ảnh đầu tiên này chúng ta có nhìn thấy cái việc đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy đó là chủ thể rất chi là rõ nét, không hề có bất kỳ một chút blur hay out gì trên chủ thể.
vai chúng ta đều có thể nhìn thấy, cổ chúng ta đều có thể nhìn thấy, mắt chúng ta vẫn có thể nhìn thấy. Nhưng tuy nhiên bao trùm xung quanh chủ thể lại là có một cái quầng sáng như kiểu người ta đang vẽ. Ok, để chụp được tấm ảnh này thì việc đầu tiên đó là chúng ta set sáng và chúng ta sẽ chiếu thẳng đèn chốt, chiếu thẳng vào chủ thể. Sau đó chúng ta để một tốc độ rất chi là thấp và chúng ta dùng một cái đèn LED và chúng ta sẽ vẽ xung quanh chủ thể đúng như cái kiểu hình vẽ mà tôi đang vẽ ở trên cái màn hình như thế này. Đương nhiên tôi đảm bảo rằng tấm ảnh này có sử dụng Photoshop thì tất cả cái hiệu ứng của cái ánh đèn nó mới có thể di chuyển đều được như thế này. Nhưng cái vấn đề mấu chốt của các bạn phải hiểu được ở đây đó là gì? Cái việc đầu tiên đó là chúng ta set đèn, sau đó chúng ta để một cái tốc độ rất chi là chậm, và trong cái quá trình phơi sáng đó thì người ta sử dụng một cái đèn LED và người ta sẽ vẽ xung quanh chủ thể như thế này. Và đó là lý do vì sao mà chủ thể vẫn sắc nét và tất cả những ánh sáng ở đằng sau xung quanh đều mờ mờ như thế này. Rồi, đi sang đến tấm ảnh thứ hai. Ok, đây là một tấm ảnh mà mình đã từng giải thích ở trong bài chụp ảnh kết hợp giữa đèn studio và đèn liên tục của bà Julia Kuzmenko ở trên Facebook cá nhân và trong group của mình. Thì mình xin giải thích lại cho các bạn biết vì sao người ta có thể tạo ra được hiệu ứng này. Mục đích đầu tiên của người ta chụp tấm ảnh này là người ta muốn tạo ra một tấm ảnh có cái biểu tượng giống như cái biểu tượng cô gái ở trong trên cái mũi xe của Rolls Royce ấy. Và cái việc thực hiện của tấm ảnh này thì chúng ta có thể nhìn vào đây, chúng ta có thể nhìn thấy được rằng cái xét sáng, người ta xét sáng bằng một cái beauty dip, và cái beauty dip này nó sẽ chỉ chiếu sáng lên mặt của chủ thể khi mà nó nổ. Các bạn nhìn thấy này, từ trên mặt chủ thể cho đến xuống phần dưới bụng của chủ thể là đều rất chi là rõ nét. Tuy nhiên bắt đầu xuống dưới nữa thì mọi thứ bắt đầu nhòe dần. Vì sao mọi thứ này bắt đầu nhòe dần? Vì người ta sử dụng hai cái đèn liên tục continuous line này để người ta chiếu vào hai cái bên của chủ thể như thế này. Và đương nhiên hai cái đèn này người ta sẽ phải che chắn rất chi là kỹ để cho ánh sáng không thể lem lên mặt của chủ thể. Tại vì sao? Vì nếu như ánh sáng lem lên mặt của chủ thể thì lập tức chủ thể sẽ bị mờ đi. Hai cái đèn này người ta sẽ chỉ chiếu đúng vào cái khu vực này. Đấy, mà người ta lắc máy một cái thì tự nhiên là hai cái cánh này của cô ấy sẽ bị mờ ra và giống như kiểu cô ấy đang bay lên. Đấy, mọi người cần phải nhớ rõ rằng là cái đèn này phải chiếu rất chi là cẩn thận để cho nó không lan được vào mặt chủ thể. Thì nếu như nó lan vào mặt chủ thể thì chắc chắn mặt của chủ thể cũng sẽ bị mờ giống như hai cái bên cánh này của cô gái. Đấy, để cho mọi người có thể hiểu được rõ hơn về cái setup của cái tấm ảnh này. Rồi, sang tấm ảnh tiếp theo. Tấm ảnh này thì lại quá đơn giản. Đầu tiên là một đèn đánh từ bên phải sang và phía sau là một đèn liên tục. Và cái đèn liên tục này mình nghĩ là không phải người ta lắc máy đâu, mà đây là người ta lắc đèn để tạo ra được cái hiệu ứng mờ mờ ảo ảo và blur như này. Thì có hai cách: một là bạn có thể lắc máy, hai là bạn có thể lắc đèn. Vì dù bạn lắc cái gì đi chăng nữa thì vẫn là nguyên lý hoạt động của nó là lúc này tốc độ màn trật đang rất chậm và nó đang tiếp tục phơi sáng. Thế các bạn cần phải chú ý rằng là cái đèn liên tục này đang được chiếu vào phía sau của chủ thể chứ không phải phía trước. Vì nếu như cái đèn liên tục này chiếu vào phía trước của chủ thể thì chắc chắn mặt của chủ thể sẽ bị rung. Mọi người nhìn thấy này, vì nó chiếu vào sau tai của chủ thể cho nên tai của chủ thể bắt đầu hơi mờ mờ ra, chỗ tóc này của chủ thể hơi bị mờ mờ ra. Đấy, đó là lý do vì sao mà chúng ta cần phải rất chi là cẩn thận trong cái việc chụp những tấm ảnh như thế này. Rồi, kỹ thuật này cũng thường được người ta sử dụng chụp nhiều hơn trong việc các bạn chụp ở quán bar hoặc là các bạn chụp trong những cái buổi ceremony, và đặc biệt ở nước ngoài này có một cái gọi là dance floor, có nghĩa là sau khi cưới thì người ta sẽ nhảy nhót múa may ở trên sàn, và rất nhiều người thường chụp được cái hiệu ứng này. Thì cái nguyên tắc hoạt động đó thì cũng như vậy thôi. Việc đầu tiên đó là các bạn chiếu thẳng flash để cho nó lấy nét đóng băng được tất cả các chủ thể ở trong cái vùng flash đó. Sau đó các bạn lắc máy, thì khi mà các bạn lắc máy thì tất cả những cái bóng đèn ở trong nó sẽ lắc theo như thế này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Các bạn nhìn thấy để các bạn hiểu được lý do vì sao mà có thể tạo ra được hiệu ứng như thế này. Vì sao mà chủ thể đóng băng? Vì chủ thể đang nhận được ánh sáng chỉ từ flash thôi, chứ nó không nhận được ánh sáng từ môi trường. Trong tấm ảnh này mọi người cần phải nhớ là tất cả những cái người đang rất rõ nét này là chỉ nhận được ánh sáng từ flash. Còn tất cả những cái thứ rung tay này có nghĩa là ánh đèn đang ở rất xa, và tất cả những người này có thể hiểu được là đang đứng ở trong khu vực tối. Đây này, cô này thì đứng hơi gần vùng sáng một tí, đó là lý do vì sao mặt cô ấy hơi bị blur ra ngoài. Còn đặc biệt là cô dâu chú rể đang đứng ở trong vùng tối, cho nên đó là lý do vì sao cô dâu chú rể nét căng như này. Đấy, bước sang tấm ảnh tiếp theo. Đấy, với tấm ảnh này thì chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng rằng là hiệu ứng đèn đường, hiệu ứng bóng đèn ô tô đang rất chi là kiểu mờ và nhòe, nhưng tuy nhiên chủ thể lại rất chi là rõ nét. Thì chúng ta cần phải hiểu được rằng là người ta dùng một đèn chốt, người ta đánh thẳng từ đây xuống, đánh thẳng từ trên này xuống,
Ok, sau đó thì người ta để cái tốc độ thấp, và khi mà tốc độ thấp thì tất cả những cái bóng đèn đường hay là ô tô đi qua nó sẽ đều ghi nhận vào camera, đều ghi nhận vào sensor, và đó là lý do tạo ra được cái hiệu ứng mờ mờ ảo ảo như thế này. Nhưng chúng ta cần phải nhớ kỹ một điều rằng là cô gái này đang đứng ở trong một vùng rất tối, và cái vùng này không nhận được ánh sáng liên tục lên mặt của cô gái. Vì nếu như mặt của cô gái có ánh sáng liên tục thì chắc chắn rằng mặt của cô gái sẽ bị mờ. Đây là mọi người nhìn thấy đây này, tay của cô gái có dính một chút ánh sáng liên tục, và đó là lý do vì sao mà tay của cô cũng bị mờ mờ. Vì người ta lắc máy, nếu như mình không nhầm thì người ta lắc từ bên phải sang bên trái này, thì mới có cái hiệu ứng mờ mờ như thế này. Còn tuy nhiên vẫn có cái vùng sáng này được đóng băng lại là vì sao? Vì nó nhận được ánh sáng từ trên flash. Rồi, sang tấm ảnh thứ 10. Đây là tấm ảnh cũng rất chi là đẹp. Cái việc đầu tiên để chụp tấm ảnh này đơn giản thôi, chúng ta set một đèn shop và đánh thẳng từ trên xuống, nhìn là biết được cái bóng ở dưới cổ như này. Nhưng cái quan trọng hơn đó là gì? Tốc độ rất chi là chậm và người ta lắc máy. Vì người ta lắc máy cho nên là cái ánh đèn nó mới lan vào cô gái như thế này, và nó mờ mờ và nhòe nhòe như thế này. Các bạn để ý rằng nhé, xung quanh cô gái này rất chi là rõ nét, kể cả tóc của cô ấy cũng rất chi là rõ nét, không hề mờ, tai cũng rất chi là rõ nét, thậm chí là cái mũi. Vì sao? Vì cô gái này đang đứng ở trong một vùng rất tối, và cô gái này chỉ nhận được ánh sáng từ flash chứ không nhận được ánh sáng từ đèn liên tục. Chỉ có một chút áo này nó mới nhận được ánh sáng từ đèn liên tục, và đó là lý do vì sao mà nó mới bị mờ mờ như thế này. Đấy, rồi vậy thì để chốt lại bài học này, mình sẽ rút ra ba kết luận nhỏ để các bạn có thể ghi nhớ được về sau mỗi khi chúng ta chụp ảnh với đèn flash. Thứ nhất, khẩu độ hay còn gọi là độ mở của ống kính thì sẽ ảnh hưởng đến cả hai loại ánh sáng là ánh sáng môi trường và ánh sáng từ flash. Vì sao? Vì độ mở của ống kính giống như cái việc bạn mở mắt ra ấy, thì khi mà bạn càng mở ống kính ra thì ánh sáng từ flash vào sensor càng nhiều và ánh sáng từ môi trường vào cũng càng nhiều. Tương tự với khẩu độ thì là ISO thì cũng giống như khẩu độ, nghĩa là sao? Nghĩa là bạn có tăng ISO lên thì ánh sáng của đèn flash trên chủ thể cũng tăng lên và ánh sáng của đèn môi trường cũng sẽ tăng lên. Tuy nhiên có một cái duy nhất các bạn cần phải nhớ, đó là tốc độ ảnh hưởng đến ánh sáng môi trường, tốc độ không ảnh hưởng đến ánh sáng của đèn flash. Vì sao? Vì đèn flash chỉ nổ một cái xong nó tắt đi. Còn tốc độ có chậm mấy thì chậm thì nó vẫn chỉ phơi sáng với ánh sáng của môi trường thôi, chứ nó không hề phơi sáng từ ánh sáng của flash. Vì ánh sáng của flash nó chỉ nổ 1/8 giây, bụp một cái, xong nó tắt đi. Sau đó dù có chậm thế chứ có chậm nữa thì lúc này sensor của máy ảnh chỉ ghi nhận được ánh sáng từ môi trường chứ không còn ghi nhận được ánh sáng từ đèn flash nữa. Ok, vậy là chúng ta đã có thể hiểu được cách thức hoạt động của những tấm ảnh như thế này. Rồi, nếu như các bạn thấy hay thì các bạn hãy like và chia sẻ, và đừng quên subscribe kênh YouTube của mình để đón chờ những video clip rất hay sắp tới của mình. Xin cảm ơn các bạn.